Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tina xin trân trọng chia sẻ cách nấu pudding. Cái này mình cũng tự đặt ra công thức để nấu. Làm từ bột nếp, bột mì, đậu, trộn chung với nước và nước cốt dừa. Thêm chút đường. Nó hơi ngọt ngọt thôi, không có ngọt lắm. Mà cũng không có bị lạc, nó lợ vậy đó các bạn, rất là dễ ăn. Khi mình hấp xong á, mình cho vào tủ lạnh, để cho nó lạnh rồi mới ăn được nha các bạn. Để làm pudding thì mình cần có những nguyên liệu sau đây. Một hộp bột nếp tương đương 114g. Bột nếp hiệu nào cũng được nha các bạn. Ở đây mình sử dụng bột nếp của Thái. Nửa cốc bột mì đa dụng tương đương 74g, loại mịn và trắng nha các bạn. Một cốc đậu đen đã đem đi nấu mềm tương đương 180g, hoặc là đậu đen hộp cũng được. Nửa cốc nước cốt dừa cô đặc tương đương 180g. 1/3 cốc đường tương đương 73g. 1/4 muỗng cà phê muối để bánh có vị đậm đà. Bây giờ bột, đường, muối, đậu mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần nước. Nước ở đây mình sử dụng 2 phần nước. 1,5 cốc nước tương đương 375. Nước này hơi ấm ấm nha các bạn. 1 cốc nước nữa tương đương 250g, nước thường thôi. Ngoài ra mình cần có khuôn. Khuôn ở đây mình sử dụng khuôn silicon cho nó tiện. Còn nếu như bạn không có thì sử dụng những cái loại chén, tách gì cũng được. Khuôn này mình mua ở trên Amazon đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn bột. Cho vào đây bột mì. Công thức hồi nãy mình đã nói rồi ha. Bây giờ mình chỉ nói thành phần thôi. Đường. Đường ở đây mình sử dụng đường cát trắng nha các bạn. Đặc biệt là cái bánh này phải sử dụng đường cát trắng nó mới đẹp được. Kế đến là bột nếp. Bột nếp này là bột nếp của Thái nha các bạn. Muối. Như hồi nãy mình đã giới thiệu đó. Trộn bột nếp, bột mì, muối lại với nhau. Trộn thật đều lên nha các bạn. Đây là 375ml nước ấm ha, mình cho vào trước, tức là 1,5 cốc đó các bạn. Quậy đều cho nó tan bột ra. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái cốc khác. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cốc khác ha. Mình cho vào đây nước cốt dừa. Nước cốt dừa này là nước cốt dừa cô đặc đó các bạn. Để lấy được nước cốt dừa cô đặc thì các bạn mua nước cốt dừa lon á, hoặc là nước cốt dừa trong hộp á, các bạn cho vào tủ lạnh. Rồi sau đó nó đặt lại, các bạn bỏ phần nước, lấy phần cái mà thôi. Bây giờ mình cho vào đây 1 cốc nước tương đương 250ml, nước thường thôi nha các bạn. Rồi nước cốt dừa mình đã trộn xong rồi. Bây giờ mình sẽ đem cái phần nước cốt dừa này cho vào nồi để nấu. Cho hết vào một lần một thôi nha các bạn. Để lửa lớn ha.
nấu cho cái phần nước cốt dừa này nó sôi lên, nó hơi vừa sôi lên thôi, không có sùng sùng nha các bạn. Thường xuyên mình quậy ha, quậy đều. Các bạn phải đứng canh bếp nha. Nếu mà không có đứng canh bếp á, mình đi làm chuyện khác á, thì cái phần nước cốt dừa này nó sẽ bị trào ra nha các bạn. Cho nên mình nấu thì mình phải đứng tận cái bếp luôn, mình nấu cho đến khi nó chín rồi mình mới làm chuyện khác. Các bạn nhớ để lửa lớn, nấu cho nó nhanh. Bây giờ cái nước cốt dừa này nó cũng hơi nóng nóng rồi đó. Mình thấy nó bốc khói lên chút xíu thôi là được, chứ đừng có sợ ùng ùng lên nha các bạn. Bây giờ cái nồi nước cốt dừa nó đã nóng nóng lên rồi đó, mình cho bột vào từ từ để khuấy ha. Cho đến đâu thì mình khuấy đến đó, mình không có ngưng tay nha các bạn, để bột nó mịn. Cái số lượng bột này mình sẽ chia ra làm 3 phần, chứ mình không có khuấy hết một lượt. Nếu mà khuấy hết một lượt dễ bị ốc trâu mà khó lắm nha các bạn. Thường xuyên mình chỉnh lửa lên, lửa xuống, từ cao cho đến trung bình, rồi từ từ rót bột vào, khuấy đến khi bột nó hơi sền sệt lên là được. Bây giờ mình sẽ cho đậu đen vào, khuấy chung với bột luôn. Các bạn nhìn thấy nè, bột không bị ốc trâu ha, mịn. Cái hạt đậu không có bị chìm xuống là vừa. Nếu mà mình không có khuấy như thế này mà mình cho bằng nước lạnh á, khi hấp á, cái hạt đậu nó chìm xuống với cái bánh nó nhìn thấy nó không có đẹp. Cái số lượng bột này bây giờ mình sẽ tách ra làm hai phần, một phần màu xanh và một phần màu trắng nha các bạn, để cho nó hấp dẫn ha. Còn nếu như bạn nào mà không có thời gian thì làm một màu thôi, đó là màu trắng hoặc là màu xanh cũng được. Rồi bây giờ mình rót ra ha. Chia cái số lượng bột này ra làm hai lần nha các bạn. Các bạn nhìn thấy đó, cái bột nó sền sệt vậy đó, nó không có lỏng mà nó không quá đặc cứng, thì làm bánh ra nó mới ngon, nó mềm mại. Đây là hương lá dứa có màu xanh nè các bạn. Mình sẽ cho một giọt vào, một giọt thôi, không có nên nhiều nha các bạn, nhiều cái màu nó xanh đậm nó không có đẹp. Cái hương vị lá dứa này rất là thơm luôn. Mình làm số lượng ít cho nên mình sử dụng hương vị lá dứa, chứ nếu mà mình làm nhiều mình sẽ lấy lá dứa nguyên chất luôn. Khuấy đều cho màu nó tan ra nha các bạn. Mình xin nhắc lại, nếu mà bạn nào không thích bỏ màu xanh lá dứa thì các bạn có thể làm một màu thôi, đó là màu trắng tự nhiên của bột. Bắt một cái nồi nước sôi ùng ùng lên luôn, nhưng nhớ đừng có để trào qua khuôn, sắp khuôn lên sững. Thời nay á, mình nấu ăn cái gì cũng tiện hết, có đủ thứ hết, không có thiếu thứ gì hết đó các bạn. Cứ sắp lên sững vậy nè. Rồi bây giờ mình khuấy bột, mình làm màu trắng trước nha các bạn. Rót bột vào khuôn ha, rót đầy luôn. Bột này rất là thành công, bởi vì cái hạt đậu nó không có chìm xuống dưới. Bột nhìn sền sệt, mịn, thơm nữa. Khi rót bột các bạn nhớ rót cho đầy nha, đừng rót lưng bánh không đẹp. Hồi nãy mình cho bột màu trắng vào, bây giờ mà tiếp tục mình khắp khuôn để mình cho cái phần bột màu xanh vào. Trước khi cho mình khuấy thật là đều lên nha các bạn, rót cho đầy khuôn luôn. Nếu mà bạn nào mà làm biến làm hai màu thì làm một màu thôi cũng được nha các bạn, đó là màu trắng. Còn nếu mà có thêm lá dứa nữa rất là thơm. Cái nào ăn cũng ngon hết các bạn. Rồi mình cho bột vô khuôn hết rồi đó.
đậy nắp lại, đem đi hấp nha các bạn. Lúc đầu á thì mình hấp ở nhiệt độ lớn, thời gian là 7 phút. Sau đó mình hạ lửa xuống trung bình, thời gian là 5 phút. Khi hấp các bạn nhớ vũ nước để cái nước nó không có lọt xuống bánh, nó làm ướt bánh nha các bạn. Bây giờ bánh đã chín rồi đó. Bóng đẹp. Bánh này không phải là như bánh ít đâu nha các bạn. Nó phải lỏng lỏng, nó phải mềm mềm. Ăn lạnh lạnh, trúng cái hạt đậu nó rất là ngon. Nó phải mềm mại mới được nha các bạn. Rồi, mình đã hoàn thành xong món ăn. Sau khi mình hấp chín, để nguội cho vào tủ lạnh. Ăn lạnh nha các bạn. Cái này nó phải mềm mềm, ăn lạnh thì nó mới ngon được. Rồi, Tina đã hoàn thành xong món ăn. Tina cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.